Chào anh em, hôm nay thì Devasoft xin tạo ra một cái ưu đãi cực kỳ lớn để anh em có thể chơi lửa trong cái mùa dịch Covid-19 này. Đó, thứ nhất là khi các anh mua một chiếc bật lửa Dupont này, các anh sẽ được tặng kèm là một chai ga lớn 150 ml. Đó, và một cái bao da đựng Dupont. Bao da là giá xịn, chỉ giá 200 nghìn. Và thêm một vỉ đá 8 viên nữa nhé. Đó, mua một được 3, đấy, mua một được 3 nhé. Đây, giới thiệu qua về chiếc Dupont này thì chiếc Dupont này có mã hiệu là D127, được mạ vàng toàn thân này, mạ vàng toàn thân với cái họa tiết đó chính là chủ đề điệp viên 007 có hình chữ D ở giữa này, hình chữ D ở giữa này tượng trưng cho một cái viên đạn bắn vào cái chiếc bật lửa này. Đó, mạ vàng cực kỳ là đẹp, lắc kê vàng. Mục này sẽ có hai nút, nút có dấu cộng này này, đấy, nút có dấu cộng này để chúng ta có thể chỉnh giờ to nhỏ, nút bên này vặn ra để bơm ga vào cho bật lửa. Giờ thì em sẽ test cái âm thanh của chiếc bật lửa này nhé. Được làm trong những cái chiếc bật lửa có cái âm thanh hay nhất Devasoft, cho nên là chiếc bật lửa này khỏi phải chê về cái âm thanh cũng như là cái họa tiết của nó đâu. Ở đây thì được chạm cái dòng chữ 007, chủ đề điệp viên 007 của nó này. Dòng hai mục đáy, một đẩy trên các chữ Estirubon Paris đấy, âm rất là hay. Đặc biệt là trong video này các anh mua một sẽ được 3, một chai ga 150 ml, các anh sử dụng được tầm 5 đến 6 tháng, một bao da đựng Dupont đấy, một bao da này, bao da này thì anh có thể treo thắt lưng này đấy, bỏ Dupont ở đây tránh chảy xước cũng như là tránh mất, rất là đơn giản. Đó, và một vỉ đá 8 viên nhé. Anh nào mà quan tâm rồi thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại ở phía dưới video này để nhận được cái ưu đãi này nhé. Giá của chiếc bật lửa này là 1 triệu đồng. Đó, 1 triệu Việt Nam đồng anh nhé. Một cái chương trình ưu đãi rất là lớn.